Mã số là 139. Đó, cây rất là sung luôn. Rồi này, rất là sung luôn đó nha. 139 nha. Là một cây cẩm thị tèn rin thiên nhiên. Nói chung cái phần tán này là mình không có làm nữa rồi. Phần tán này mình chỉ cần tỉa 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 là ok thôi, mình chỉ làm cái phần này, phần thân chính nữa là ok thôi. Đó, mình làm phần thân chính cho nó đầu lên lên đây nữa là ok thôi. Đó. Cây này đã sống khỏe nha. Đang sống rất là khỏe luôn. Cây này về chỉ có bỏ đi nhậu không tưới nước cho nó là nó mới chết thôi. Rồi, tổng hoành đo được là 69. Cái hoành thân chính đây đo được nha. Hoành thân chính đây đo được là 39. Cao đến đầu thân chính là 40. Tán rộng nha. Tán rộng là 104. Tán rộng 104. Chậu nhựa nuôi lọt lòng là 47. Chậu nhựa nuôi lọt lòng 47 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 2.500k bao ship luôn. 2.500k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Cây Cây rất là khỏe luôn. cẩm thị đó có mã số bao nhiêu vậy sư phụ, tôi đánh thêm con số luôn. 39. Cây đó là chưa có mã số nha anh. Cây đó chưa có mã số. Cây đó đang ủ. Rồi mã số 139 nha. 2.500k bao ship cho cây cẩm thị tèn rin thiên nhiên này luôn. Cây rất là già cô luôn đó nha. Rất là cồn luôn. 139 nha, 2.500k bao ship. Cái này rất là đẹp. Cái bộ chi tàn này nó rất là già, rất là cồn luôn. Vậy mai đi không ăn luôn.